có trong bản tin ngày hôm nay. Các đội bóng hối hả cho vòng 12 V-League. Cùng tìm hiểu về đội tuyển nữ Syria hạnh phúc khi được chơi bóng. Quần vợt nam thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nhất toàn đoàn tại giải vô địch quốc gia. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Thế giới Thể thao ngày 6 tháng 4 trên bóng đá TV và Thể thao TV. Bắt đầu bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến đội tuyển U20 Việt Nam. Chiều nay thì đội tuyển U20 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với đội U19 tuyển chọn Việt Nam tại sân 19 tháng 8 của thành phố Nha Trang. Đây là trận giao hữu thứ hai và cũng là một đợt sát hạch đối với các tuyển thủ U20 Việt Nam sau gần 3 tuần tập trung rèn thể lực tại thành phố biển. Đội U20 Việt Nam không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng các trụ cột Quang Hải, Đức Trinh, Đình Trọng đang bận phục vụ câu lạc bộ chủ quản. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn cho thấy sự vượt trội so với các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Điều đó được thể hiện bằng việc đội tuyển U20 Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm nhờ công của Trần Thành. Sau đó, các phút 19, 56 và 76 thì đến lượt Văn Tới, Tiến Linh và Thanh Bình ghi thêm 3 bàn thắng nữa để nâng tỷ số lên 4-1 cho U20 Việt Nam. Bàn thắng được ghi cho U19 tuyển chọn Việt Nam ở hiệp 1 là do công của Tuấn Anh. Trận đấu ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa kết thúc và những diễn biến của trận đấu này sẽ chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua thì chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn những cái thông tin trao đổi giữa phóng viên của Bóng Đá TV và Thể thao TV cùng với huấn luyện viên Guillaume Gratien về những phân tích và đánh giá của vị chiến lược gia người Pháp dành cho lứa U17 Hoàng Anh Gia Lai, đội sẽ tham dự giải U19 quốc tế trong thời gian tới đây. Vậy với nhận định của một người thầy đã trải qua năm thứ 10 gắn bó với công việc đào tạo trẻ, thì liệu mục tiêu mà U17 Hoàng Anh Gia Lai JMG tại giải đấu tới đây là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Xin chào huấn luyện viên Guillaume Gratien. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về giải U19 quốc tế sắp tới, giải đấu mà các học trò của ông U17 Hoàng Anh Gia Lai JMG sẽ tham dự. Vậy thì ông đã tìm hiểu về những đối thủ của họ sắp tới hay chưa? Tôi chưa biết gì về họ ngoài tên của những đội khách mời. Ở các giải trẻ, mỗi đội tuyển quốc gia hay câu lạc bộ đều có rất nhiều lựa chọn và tôi cũng không biết họ sẽ cử những cầu thủ nào tới Việt Nam thi đấu. Thi đấu với những người hơn tuổi, vậy thì U17 Hoàng Anh Gia Lai JMG đặt quyết tâm và kỳ vọng gì ở giải đấu này? Chúng tôi sẽ đến giải với quyết tâm cao nhất. Những giải trẻ đã tạo nên hình ảnh của Hoàng Anh Gia Lai JMG. Về thành tích, chúng tôi không chịu áp lực vì các bạn mới chỉ 16-17 tuổi. Sẽ có những thua thiệt về thể hình và kinh nghiệm thi đấu, nhưng toàn đội sẽ mang đến màn trình diễn tốt nhất. Trước đây thì những học viên cũ của ông như là Xuân Trường, Tuấn Anh hay Công Phượng thì đều đã để lại rất nhiều dấu ấn ở các giải đấu trẻ mà họ đã thi đấu. Vậy năm nay, các bạn trẻ của U17 Hoàng Anh Gia Lai JMG, ông có kỳ vọng họ sẽ tạo ra những hiệu ứng như những người đàn anh đã có trước đây hay không ạ? Những cái tên mà bạn vừa nêu, họ cũng đến đây từ khi mới 12-13 tuổi, cũng giống như các bạn U17 hiện tại. Sau một thời gian dài nỗ lực, họ có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Hy vọng các cầu thủ khóa 3 này cũng sẽ cố gắng tối đa để đạt được tới trình độ như những người anh của họ. Xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều qua thì đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào trận đấu đầu tiên của mình trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup nữ 2018 của bảng D. Với ưu thế chủ nhà thì các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã không quá khó khăn để giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Syria với tỷ số rất đậm 11-0. Vâng, không có quá nhiều điều để nói về trận đấu này. Thế nhưng với những chia sẻ của các thành viên đội tuyển Syria sau trận đấu, có thể nói việc họ có mặt tại Việt Nam vào lúc này thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Kết thúc 90 phút thi đấu trên sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF, đội tuyển nữ Việt Nam đã ghi tới 11 bàn vào lưới của đội tuyển Syria. Với một đội bóng đã trải qua 6 năm trời chưa thi đấu một trận nào và mới chỉ tập trung được hơn một tháng để chuẩn bị cho giải đấu này, thì có lẽ đó là điều hoàn toàn bình thường. Chúng tôi phải chịu rất nhiều thiệt thòi khi đất nước rơi vào chiến tranh. Đội của chúng tôi gồm những cô gái là sinh viên, người đi làm công việc khác chứ không phải là cầu thủ chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới Việt Nam. Hà Nội quả là một thành phố xinh đẹp và bình yên. Nếu như sau lưng áo của mỗi tuyển thủ nữ Việt Nam đều có một tên riêng, thì ngược lại, trên áo của thầy trò huấn luyện viên Tatis, tất cả đều chỉ in một từ, đó là Syria.
Chúng tôi đến Việt Nam sau hơn 12 tiếng trên bầu trời. Chúng tôi muốn nói với thế giới rằng Syria vẫn còn sự sống. Đội tuyển nữ Syria đến vòng loại Asian Cup 2018 để chứng minh điều đó. Trong bối cảnh đất nước còn khó khăn, có thể nói kết quả ở vòng loại Asian Cup 2018 sẽ không quá quan trọng đối với những cô gái này. Bởi việc có mặt tại Hà Nội, được chơi bóng với các đối thủ để tạm quên đi thực tại khắc nghiệt tại quê nhà. Với họ, đó đã là một hạnh phúc lớn lao. Chuyển sang những thông tin thể thao đáng chú ý khác. Trong những năm gần đây thì Sông Lam Nghệ An không còn giữ được vị thế của mình trong làng bóng đá Việt Nam. Từ chỗ là một đối thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng phải e dè. Giờ đây, Sông Lam Nghệ An đơn giản chỉ là một tập thể trẻ thiếu ổn định và tinh thần chiến đấu. Và đó chính là câu chuyện mà ban huấn luyện và lãnh đạo câu lạc bộ phải đối diện vào lúc này. Sông Lam Nghệ An bước vào mùa giải 2017 với mục tiêu khiêm tốn chỉ là giữa bảng xếp hạng. Nhưng khi lượt đi của V-League khép lại, đội chủ sân Vinh đang nằm trong top cuối bảng với chỉ 13 điểm giành được. Với ban huấn luyện đội bóng, đó là một kết quả nằm ngoài dự tính. Do là các cháu đang còn non, thì là nó cũng không đồng bộ, cho nên cái hàng hậu vệ của Sông Lam rất yếu. Thì mùa giải năm nay là mất 7 điểm trên sân nhà. Đấy, nếu như mà son sẻ hơn nữa thì kể cả trận Bình Dương Sông Lam thắng chứ không phải là hòa, là cuối cùng là mất 8 đến 10 điểm. Mà nếu như đang còn nếu như giữ được cái kỳ thành quả là thi đấu ăn người ta trước mà anh giữ được tỷ số, không thua những phút cuối cùng ở trận Khánh Hòa, trận Quảng Nam hay là trận Cần Thơ thì bây giờ Sông Lam đang chiếm trễ xếp ngôi đầu. Thì đúng, nó chưa đạt được thành tích mong muốn. Thì tổng giống khi tôi nhận làm một chương tôi nói đầu tiên là cái tinh thần, cái sự quyết tâm của cầu thủ từng trận đấu một. Thì tôi nghĩ là lần là được, nhưng mà cái ý những cầu thủ trẻ thì bao giờ nó vừa lên. Thì dụ như đấy, năm nào cũng tôi cũng phải cái sự khắc nghiệt là cầu thủ này đông đông. Mà cái nguồn lực nó, cái kinh tế nó cũng có cái không là được kiểu dồi dào. Thì chúng tôi khó khăn với cái điều đấy. Thì giống như bản thân tôi là huấn luyện viên thì mỗi luôn mong muốn khi cầu thủ hãy đâm đều ở lại với tôi. Không chỉ là vấn đề thể lực, tinh thần hay sự thiếu tập trung của các cầu thủ trẻ, mà Sông Lam Nghệ An còn đối diện với bão chấn thương luôn rình rập các cầu thủ. Ở mùa giải 2017, đội bóng xứ Nghệ luôn trong tình trạng gần một nửa đội hình bị chấn thương, trong đó có những gương mặt được xem là trụ cột như Đình Hoàng, Mạnh Hùng hay mới nhất là Hồ Tuấn Tài. Và hệ quả là không chỉ thi đấu mà trong cả tập luyện, huấn luyện viên Đức Thắng cũng hiếm khi có đủ người để tập. Và tình trạng phải huy động cầu thủ trẻ hay thủ môn vào tập là điều không còn hiếm thấy. Cái này thì nó cũng có nhiều nguyên nhân. Cái mặt sân cứng là một phần. Cái thứ hai nữa là khi cái vận động một cái cường độ cao thì có một số các cháu là nó vừa mới nó chưa thích ứng được. Tôi nghĩ có nhiều cái chấn thương là thật sự là một cái huống không có ai cả, cầu thủ đấy ra đều có bóng cùng bị chấn thương nặng. Đấy, thì tôi nghĩ nhiều nguyên nhân, có cái thời điểm nó chưa đạt đến cái độ thời kỳ chúng tôi tập cường độ cao, thì cái chịu đựng của cầu thủ nó có cái nó chưa được tốt, hoặc là nó cái tổ chất của cầu thủ nó cũng có nhiều nguyên nhân. Với người hâm mộ Sông Lam Nghệ An, tinh thần thi đấu cũng là một trong những vấn đề lớn mà đội bóng gặp phải. Bên cạnh đó, sự thiếu vắng một thủ lĩnh thực sự trên sân khiến các cầu thủ trẻ gặp khó khăn trong việc đối diện với áp lực. Sẽ khó để nói hết những khó khăn và nguyên nhân khiến một Sông Lam Nghệ An đang dần đánh mất bản sắc và không còn là nỗi ái ngại của các đối thủ. Thế nhưng với huấn luyện viên Đức Thắng thì giai đoạn nghỉ giữa mùa giải sẽ là thời gian cần thiết để ông và các cộng sự tìm ra hướng giải quyết để phần nào giúp đội bóng trở lại với quỹ đạo vốn có của mình. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua thì thông tin câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiêu mộ cựu ngôi sao của Manchester United Dimitar Berbatov xuất hiện dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, phóng viên của Bóng Đá TV và Thể Thao TV thì đã liên hệ với quyền chủ tịch câu lạc bộ, đó là ông Lê Công Vinh, và ngày hôm nay thì mọi nghi vấn đã có lời giải. Sau khi chia sẻ thông tin với các phóng viên của Bóng Đá TV, thì trên trang fanpage cá nhân Lê Công Vinh, quyền chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định, thời gian vừa qua có một số thông tin trên báo chí đồn thổi về việc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiêu mộ Berbatov. Đây là thông tin không chính xác. Hiện chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm cầu thủ chất lượng tốt để bổ sung cho giai đoạn 2. Thế nên chỉ khi nào hợp đồng chính thức được ký kết, đội bóng sẽ thông tin tới mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và quan tâm đến câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng V-League 2017. Ở mùa giải đầu tiên có mặt, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trụ hạng. Cũng theo chia sẻ của cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam, do mùa này anh chưa được tiếp quản đội bóng ngay từ đầu nên chưa giúp ích được nhiều cho câu lạc bộ. Bắt đầu từ mùa giải 2018, Công Vinh sẽ thực hiện rất nhiều sự thay đổi nhằm giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát triển mạnh mẽ và trở thành một thế lực tại V-League.
Đến với những chuyển động khác của bóng đá Việt Nam, ở vòng 12 V-League, FLC Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách trên sân của Hoàng Anh Gia Lai với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng. Và để hiện thực hóa quyết tâm này, đội bóng xứ Thanh đã sớm có mặt ở Gia Lai để làm quen với điều kiện thi đấu. Tối qua, FLC Thanh Hóa đã có mặt tại Gia Lai để làm quen với điều kiện sân bãi và khí hậu trước khi bước vào cuộc đối đầu với đội chủ nhà vào chiều thứ Bảy. Ở trận đấu sắp tới, đội bóng xứ Thanh sẽ đón chào sự trở lại của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sau chấn thương. Tuy nhiên, họ sẽ không có được sự phục vụ của huấn luyện viên trưởng Petrovic do án kỷ luật của ban tổ chức giải. Trong khi đó, sau khi kết thúc trận đấu với Tampa Rover ở đấu trường AFC Cup, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã về nước và có mặt tại Nha Trang để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa Biển Việt Nam ở vòng đấu thứ 12 V-League vào chủ nhật tới. Ở trận đấu này, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ có được lực lượng mạnh nhất khi không có cầu thủ nào vắng mặt do chấn thương hay thẻ phạt. Vòng đấu thứ 12 V-League sẽ bắt đầu với trận đấu ngày thứ 6 khi Quảng Nam FC tới làm khách trên sân của câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn. Các cặp đấu ngày thứ 7 đồng loạt diễn ra vào lúc 17 giờ. Đáng chú ý, trận đấu giữa Hải Phòng và sổ số Kiến Thiết Cần Thơ sẽ được tường thuật trực tiếp trên bóng đá TV. Trận đấu sớm nhất của ngày Chủ nhật bắt đầu vào lúc 16 giờ khi SHB Đà Nẵng có cuộc tiếp đón BKMX Bình Dương trên sân nhà. Trận đấu này sẽ có trên kênh Thể thao TV. Sau đó 1 giờ đồng hồ trên kênh Thể thao Tin tức HD sẽ là cặp đấu giữa Sanna Khánh Hòa Biển Việt Nam và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 12 diễn ra vào lúc 17 giờ 30 phút khi đội cuối bảng Long An có cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh bóng đá TV. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bên cạnh những diễn biến trên sân cỏ thì đời sống bóng đá trong nước cũng hết sức sinh động và minh chứng rõ ràng nhất đó là trên các trang mạng xã hội. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua là những dòng trạng thái đáng chú ý nhất được chính những người trong cuộc chia sẻ. Trước thềm giải bắn súng vô địch quốc gia mà vợ mình tham dự, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của Hải Phòng cùng hai cậu con trai đã gửi những lời chúc may mắn nhất đến nữ xạ thủ bắn súng Nguyễn Thị Lệ Quyên. Nhìn bức ảnh hạnh phúc của cả gia đình, chắc hẳn nữ xạ thủ này sẽ có thêm động lực thi đấu và giành thành tích cao ở giải. Trong ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, khi mà rất nhiều người đang quây quần bên gia đình, thì giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn lại bất ngờ chia sẻ bức ảnh ông ngồi ăn một mình tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù khá cô đơn, tuy nhiên vì tính chất công việc, ông Đoàn Phú Tấn vẫn có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị làm công tác giám sát trọng tài cho vòng đấu thứ 12 của V-League diễn ra vào cuối tuần này. Cũng bận rộn trong ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, chính hiệu bên Nguyễn Việt Thắng, khi anh cùng những cựu tuyển thủ khác như Văn Sĩ Hùng, Thạch Bảo Khanh vẫn bận rộn tham gia khóa huấn luyện viên bằng Nga do AFC tổ chức. Trên trang cá nhân của mình, huấn luyện viên Việt Thắng chia sẻ dòng trạng thái non-stop thể hiện tinh thần học tập đầy nhiệt huyết của mình. Mặc dù toàn đội Than Quảng Ninh phải chịu nỗi buồn thua trận và bị loại ở AFC Cup, tuy nhiên bà xã của tiền vệ Nghiêm Xuân Tú là nữ ca sĩ Phạm Thanh Thủy vẫn biết cách an ủi chồng mình khi chia sẻ lại pha là công ấn tượng của tiền vệ mang áo số 77 này. Với những lời động viên như vậy, hy vọng Nghiêm Xuân Tú sẽ tiếp tục cùng các đồng đội mạnh mẽ hơn nữa cho chặng đường còn lại của mùa giải 2017. Vào ngày mai, đội tuyển Davis Cup Việt Nam sẽ bước vào trận Playoff Davis Cup nhóm 2 khu vực châu Á-Thái Bình Dương gặp tuyển Iran. Và ngay sau đây sẽ là kết quả bốc thăm và xếp lịch thi đấu cho các trận đơn và đôi. Theo kết quả bốc thăm, cặp đấu Playoff Davis Cup nhóm 2 khu vực châu Á-Thái Bình Dương giữa Việt Nam và Iran sẽ bắt đầu bằng trận đơn đầu tiên giữa Sahin Keladan và Phạm Minh Tuấn. Keladan năm nay 26 tuổi và từng đánh bại Hoàng Thiên và Đỗ Minh Quân khi Iran đối đầu với Việt Nam tại Davis Cup các năm 2012 và 2010. Ở trận đơn thứ hai, Hoàng Thiên sẽ đối đầu với Reza Nadav. Tại Davis Cup, Nadav đã thi đấu 5 trận, 2 trận đơn, 3 trận đôi đều giành chiến thắng. Theo chia sẻ của các thành viên Davis Cup Việt Nam từ Iran thì thời tiết tại Isfahan hiện tại khá lạnh. Đây sẽ là trở ngại với các tay vợt của chúng ta khi cả Minh Tuấn, Hoàng Thiên và Quốc Khánh vốn quen thuộc với khí hậu nóng. Ngoài ra, chúng ta cũng chỉ có 3 vận động viên trong khi đội bạn có tới 5 lại thi đấu trên mặt sân đất nện cũng tương đối xa lạ với quần vợt Việt Nam. Còn tại giải cử tạ trẻ vô địch thế giới đang diễn ra ở Bangkok, sau tấm huy chương vàng của Lê Nguyễn Quốc Bảo, các lực sĩ Việt Nam tiếp tục giành thêm một huy chương đồng nữa, lần này là của Lưu Thị Trúc My. Ở nội dung cử giật hạng 48kg, Trúc My giành huy chương đồng với thành tích 72kg. Đáng tiếc là ở nội dung cử đẩy sau đó, Trúc My chỉ đạt được thành tích 85kg, xếp thứ 8 cử đẩy và do đó đứng thứ 4 ở tổng cử. Còn tại giải cầu lông Phần Lan mở rộng, nằm trong hệ thống International Challenger đang diễn ra ở Vantaa, tay vợt trẻ Lê Đức Phát đã giành chiến thắng ở vòng loại thứ nhất nội dung đơn nam trước Dmitry Ryabov sau 2 set đấu. Tối nay, Đức Phát sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại thứ hai.
trong khi Tiến Minh và Phú Thị Trang thì phải đến ngày mai mới tranh tài ở vòng 1 đơn nam và đơn nữ. Sau khi kết thúc trận đấu tại Davis Cup với đội tuyển Iran thì các thầy vợt Việt Nam sẽ trở về nước chuẩn bị cho giải vô địch nam toàn quốc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 4. Giải đấu này sẽ tường thuật trực tiếp trên kênh Thể thao TV. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với sự chuẩn bị của tuyển thành phố Hồ Chí Minh, một trong ba đơn vị sẽ cạnh tranh ngôi nhất toàn đoàn tại giải đấu tới. Dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên Lâm Quang Trí, đội tuyển quần vợt nam thành phố Hồ Chí Minh đang giao xiết chuẩn bị cho giải quần vợt vô địch nam toàn quốc 2017. Tại giải đấu sắp tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có sự trở lại của Hoàng Thiên ở cả hai nội dung đánh đơn và đánh đôi cùng với Quốc Khánh. Ngoài ra, đội cũng tăng cường thêm Nguyễn Trung Hiếu từ BKMX Bình Dương. Hoàn thành được hai nhiệm vụ rất là khó nên tôi chuyên tâm chuyển qua bên huấn luyện viên để có thể lo cho đội được tốt hơn, chứ không thể nào một mình gánh được hai trách nhiệm trọng trách. Về lực lượng thì chúng tôi có đủ lực lượng rất là mạnh và thì vận động viên Hoàng Thiên đã đồng ý tham gia cái giải vô địch nam này và chúng tôi sẽ có một cặp đôi rất mạnh là Thiên và Khánh sẽ thi đấu ở giải này. Về đơn thì Thiên cũng sẽ đảm trách về cái cá nhân và cũng như có Giang Thanh cũng chuyên về đơn và Hữu Vinh về đơn. Với sự trở lại của Hoàng Thiên, sự tiến bộ của Giang Thành, huấn luyện viên Lâm Quang Trí tỏ ra rất tự tin khi nói về cơ hội cạnh tranh với BKMX Bình Dương và quân đội cho ngôi nhất toàn đoàn ở giải vô địch nam toàn quốc. Mục tiêu thành phố Hồ Chí Minh được thể hiện rất rõ ràng là dự trí nhất toàn đoàn của nội dung U19, U18 và còn rương trẻ thì cũng đang rất cố gắng để có thể đạt những thành tích tốt nhất của mình. Vào ngày 11 tháng 4 tới đây, Hoàng Thiên và Quốc Khánh sẽ trở về từ Davis Cup để hội quân cùng đội. Sau đó đến ngày 15 tháng 4, tuyển quần vợt nam thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên đường ra Đà Nẵng để tham dự giải đấu.